Một lời chúc sức khỏe, lời chào thân nhất vào đầu năm mới, chúc cho các bạn được an khang thịnh vượng. Ca khúc vừa rồi các bạn vừa thưởng thức là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Huệ Anh, ca khúc mang tên Thật Rằng Như Thế. Trước khi hát ca khúc thứ hai, cho Biên hỏi cái này nha. Ở đây có ai nghe bài hát kết thúc một trò chơi chưa ạ? Có ai nghe chưa? Chưa nghe hay mai nhớ lên mạng tìm nghe nha. Xin chào các bạn. Vừa rồi các bạn xem một số hình ảnh của Bin biểu diễn sân khấu. Tại vì sao hôm nay Bin cho các bạn xem một số hình ảnh biểu diễn sân khấu trước khi Bin vào clip này? Có lý do của nó. Thì hôm nay Bin muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình sau một khoảng thời gian đi hát từ năm 2006 đến nay. Thực chất thì cuối năm 2013 là Bin đã ít hoạt động ca hát lại rồi. Tại vì Bin đã bắt đầu mở cơ sở của mình là phòng thu âm và trung tâm dạy nhạc, cho nên là Bin tập trung cho công việc này nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn còn nhận show nhưng mà rất là ít. Bin nhận show hạn chế để tập trung cho công việc hiện tại bây giờ. Công việc hiện tại, cái chính của Bin vẫn là Product Music, mà các bạn hay gọi là sản xuất âm nhạc, hỗ trợ cho các bạn ca sĩ trẻ bây giờ. Với công việc của team của Bin là sản xuất music video, mà các bạn hay gọi là MV ca nhạc, thì hiện tại bây giờ công việc chính của Bin vẫn là cái đó. Nhận show thì ít lắm. Có thể là lễ Tết hay là show gì đó mà mình gọi là mình ok mình mới nhận. Chứ Bin hạn chế là để lo cho công việc bên đây nhiều hơn. Thì qua bao nhiêu năm mà đi hát á, Bin ở đây Bin nhắc lại là Bin chỉ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nào đang muốn theo đuổi đam mê ca hát chuyên nghiệp, chứ không có phải là dạy hay là phân tích hay là hướng dẫn gì các bạn hiểu dùm Bin. Cho nên là các bạn đừng lên comment mà bảo là mày xạo này nọ đồ. Không phải, Bin đang chia sẻ kinh nghiệm để truyền lại cho các bạn những cái kinh nghiệm mà Bin có được. Các bạn nên xem coi mình có nên đi theo không. Tại vì các bạn đi theo mà một thời gian dài các bạn cảm thấy các bạn không hợp á, thì bạn vừa mất thời gian vừa mất tiền của các bạn thì rất là uổng. Cho nên là mình chia sẻ kinh nghiệm để các bạn cứ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đi theo đam mê. Thì qua bao nhiêu năm mà Bin đi hát, Bin rút ra được một kinh nghiệm là có 5 yếu tố tiên quyết mà các bạn phải có đầu tiên để các bạn quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Ở đây mình nói chung thôi, còn cái phần mà đi hát với dạng gì, dạng nào thì mình sẽ làm những cái clip sâu vào đó nữa. Bây giờ mình nói chung thôi, là 5 yếu tố tiên quyết các bạn phải có. Cái điều đầu tiên mà Bin thấy lúc nào cũng phải cần, mà đặc biệt cần luôn, đó là phần kinh tế. Cái phần kinh tế các bạn không có, chi phí tiền của bạn không có đủ để đi theo con đường này, thì các bạn sẽ bị gãy ngang. Một thời gian các bạn đi, bạn sẽ bị gãy, các bạn không có tiếp tục được nữa. Tại vì nói đơn giản á, các bạn đi theo con đường chuyên nghiệp là bạn phải đầu tư cho bản thân đó các bạn, là điều đầu tiên phải tốn tiền. Đầu tư cho sản phẩm. Sản phẩm các bạn có là các bạn phải đi mua bài hát. Mình nói là đơn giản là đi mua bài hát, rồi bạn đi phối, bạn phối khí bài hát đó, rồi đi thu âm bài hát đó. Sau đó là bạn phải quay MV cho ca khúc đó. Quay MV xong rồi đâu phải tự nhiên ta xem. Các bạn phải làm công tác truyền thông. Các bạn phải PR cho bài hát của mình, cho sản phẩm của mình, thì nhiều người người ta mới tiếp cận bài hát của bạn được. Chứ không phải là up lên YouTube là xong. Tất cả ca sĩ đều có công tác truyền thông hết. Chứ nếu mà không có thì không ai tiếp nhận ca khúc đó của bạn được. Nhất là các bạn là ca sĩ mới, chứ không phải là ngôi sao ca nhạc mà người ta trông đợi sản phẩm của bạn. Thì tất cả đều phải tốn tiền. Mà tốn tiền, một số tiền rất là lớn chứ không là ít. Mà trong suốt thời gian các bạn muốn tạo dựng tên tuổi các bạn, đâu phải bằng ra một sản phẩm là được. Phải rất là nhiều sản phẩm. Sản phẩm này không đạt kết quả, tiếp tục ra sản phẩm khác, thì tốn rất là nhiều tiền. Cho nên là các bạn xem kỹ túi tiền của mình đủ để theo đuổi nó hay không. Đó là điều đầu tiên. Điều đầu tiên là điều đặc biệt phải có luôn á. Theo Bin là nghĩ vậy. Cái thứ hai là về phần ngoại giao. Một số bạn mà không thuộc một công ty nào đó, thì các bạn phải tự lo hết tất cả phần ngoại giao của mình. Sự quen biết, quan hệ, mối quan hệ bên ngoài phải rộng, thì các bạn mới có thể trụ được ở trên cái nghề này mà trụ vững. Còn những bạn mà thuộc một công ty lớn nào đó thì người ta đã có một cái đội ngũ hỗ trợ, có một cái ekip hỗ trợ về cái mặt ngoại giao rồi. Cái đó mình không nói. Mình đang nói những bạn nào đang muốn bước đi bằng cách là tự mình đi á,
tự solo mình đi. Nếu các bạn vào công ty các bạn còn tốn tiền nhiều hơn nữa, tại vì công ty người ta lo cho bạn từ A tới Z thì bạn phải bỏ tiền ra cho người ta làm điều đó. Trừ khi nào bạn là ca sĩ độc quyền của ta thì bạn người ta bỏ chi phí 100% cho bạn thì bạn phải trả lại cái chi phí đó cho người ta khi các bạn đứng được trên sân khấu, chứ không có cái gì không cho mình cả. Cái phần ngoại giao, cho nên là những bạn nào mà hoặc ngôn yếu, các bạn ngại tiếp xúc, các bạn không thích tiếp xúc hoặc là không thích ngoại giao rộng thì cái nghề rất là khó cho các bạn, tại nghề này là nghề ngoại giao rộng lắm. Cho nên là người ta hay nói là đi theo showbiz là rất là phức tạp là như vậy. Tại vì quan hệ tùm lum tùm la hết chứ, rồi quen biết người này người nọ, rồi mình phải lanh lợi nữa. Cho nên là nó rất là phức tạp về phần đó. Cái phần thứ ba là phần ngoại hình, gu thời trang. Các bạn mà không có ngoại hình tốt, các bạn không có gu thời trang tốt, cập nhật xu hướng tốt á, thì các bạn sẽ bị lỗi thời so với người khác. Thì khi mà lên, các bạn cứ nên hiểu về cái nghề nghệ thuật nói chung và ca hát nói riêng. Thì cái việc người ta nhìn bạn nhiều hơn là người ta nghe. Tại vì khi các bạn đẹp á, các bạn bước ra sân khấu người ta vỗ tay, người ta phấn khích với bạn, thì bạn đã chiếm được 50% cảm tình của khán giả. Và bạn có biểu diễn mà có hào hứng quá, bạn lỡ có bị chênh phô hay là rớt nhịp gì đó thì người ta vẫn chấp nhận bỏ qua cho các bạn, vì các bạn đã tạo được cái sự yêu thương của khán giả ngay cái buổi đầu tiên gặp rồi. Thường người ta nói là lần đầu tiên gặp là lần ấn tượng nhất. Thì bạn bước ra sân khấu mà bạn ấn tượng với khán giả thì tất nhiên là người ta sẽ bỏ qua tất cả những cái lỗi nhỏ của các bạn. Cho nên là ngoại hình bạn mà không có thì cho dù bạn hát hay cỡ nào bạn cũng rất là khó đứng được ở trên sân khấu chuyên nghiệp, đặc biệt là ca hát chuyên nghiệp. Cho nên là các bạn nên xem lại ngoại hình của mình có chưa, gu thời trang của mình ok chưa, thì cái đó các bạn cố gắng tu bổ cho bản thân của các bạn. Thì ba yếu tố này là ba yếu tố đầu tiên mà Bin nghĩ là rất là quan trọng. Yếu tố thứ tư, mà tại sao Bin sắp cái yếu tố này thứ tư, là yếu tố về giọng hát. Tại vì ba cái yếu tố đầu tiên mà không có thì bạn có hát hay cỡ nào chăng nữa thì bạn cũng không có cơ hội để bạn thể hiện cái điều đó cho người khác xem đâu. Không có tiền, không có ngoại giao, không có ngoại hình thì bạn làm gì có cơ hội bạn lên sân khấu để cho người khác xem bạn, đúng không? Cho nên là giọng hát mình xếp thứ tư là như vậy. Thì có cái clip trước á, mình có nói là khi bạn hát ổn mà hát ok, bạn có thể đam mê, bạn có thể đi học thanh nhạc để bạn phát triển cái giọng hát của bạn. Thì khi bạn có được cái giọng hát ổn thì bạn hãy nên nghĩ tới cái việc bạn đi hát. Còn nếu mà bạn hát không ổn, bạn hát nó không hay thì tốt nhất là đừng nên đam mê, đừng nên theo đuổi nó, tại vì cũng sẽ không đi được con đường xa. Cho nên là nếu bạn hát ổn, hát ok thì bạn phát triển giọng hát bằng cách bạn đi học hành đàng hoàng. Cho nên là đừng hát theo kiểu bản năng. Cái gì chăng nữa thì mình học nó vẫn tốt hơn, nhưng mà với điều kiện bạn phải hát ổn bạn mới đi học tốt nha. Còn bạn không biết hát cái gì chứ, bạn có đi học cỡ nào thì giọng hát bạn cũng sẽ không phát triển được, không cải thiện được tốt. Cho nên là giọng hát là điều thứ tư mà Bin để ở vị trí thứ tư. Còn cái yếu tố thứ năm, Bin xem đó là yếu tố phụ thôi chứ không có quan trọng như bốn cái yếu tố kia. Tại vì có một số bạn đi hát cũng rất là lâu năm rồi, có người nổi tiếng luôn á, nhưng mà khi bước lên sân khấu thì kỹ năng biểu diễn và cách ứng xử trên sân khấu, cách ứng phó sân khấu thì các bạn nó còn rất là yếu. Tại vì sao mình nói cái này là cái phụ? Tại vì cũng có một số người nổi tiếng nhưng mà cái này vẫn chưa tốt, thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái tên tuổi người ta lắm. Chứ người ta đã thích mình rồi thì mình đứng chỗ mình hát người ta vẫn thích. Nhưng mà cần phải có. Tại vì khi bạn lên sân khấu mà bạn bị nhạt quá đó, tự nhiên ta xem ta bị mất hứng thú với bạn, người ta nó không còn thú vị nữa. Cho nên là bạn lên sân khấu bạn phải biết giao lưu, bạn phải biết nói cái gì đó cho khán giả người ta thích bạn. Rồi khi mà trên sân khấu bạn lỡ diễn mà có một cái vấn đề xảy ra, bạn tình huống nó xảy ra, bạn phải có cách ứng phó liền. Hoặc là mình nói đơn giản, bạn hát một bài nhạc sôi động, bạn phải có vũ đạo. Hay nếu mà tối thiểu bạn có vũ đạo thì bạn cũng phải biết cách biểu diễn như thế nào để thu hút cái ánh nhìn của người ta vào chính con người bạn, chứ không phải bạn đứng chổi bạn hát thì nó rất là bị nhạt. Thì người ta xem vào cái giọng của bạn có tốt cỡ nào chăng nữa, người ta xem người ta cũng không thích. Thà người ta về ta mở cái nhạc MP3 hoặc là cái đĩa nhạc, người ta không nhìn thấy bạn thì người ta nghe bạn hát, tập trung vào giọng hát bạn. Còn bây giờ người ta đã xem trên sân khấu hoặc là xem sản phẩm của bạn làm MV, music video á, MV ca nhạc á, thì người ta nhìn bạn rồi thì người ta sẽ bị phân tâm đi giọng hát, người ta chỉ muốn xem bạn diễn cái gì thôi, bạn đẹp như thế nào thôi và bạn có kỹ năng biểu diễn như thế nào thôi, chứ người ta sẽ bị phân tâm với cái giọng hát bạn.
còn khi nào mà bạn không có biểu diễn sân khấu thì người ta mới tập trung giọng hát được. Cho nên là yếu tố thứ năm là mình nghĩ là yếu tố phụ thôi, nhưng mà vẫn phải có. Nếu thời gian bạn chưa có thể cải thiện được thì thời gian dài bạn sẽ cải thiện, thời gian ngắn không cải thiện được thì thời gian dài bạn phải cải thiện. Tại vì một ca sĩ sau này phải đi diễn sân khấu, mà diễn sân khấu bạn lên mà không biết làm cái gì hết thì chắc chắn một điều bạn hát bài đầu tiên, bài thứ hai người ta không muốn xem nữa. Đó, cho nên là những bạn nào mà đang có ý định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, các bạn xem coi năm yếu tố này mình đã có đủ chưa. Mà đặc biệt là yếu tố đầu tiên, kinh tế. Đầu tiên là cái này. Nói như vậy thôi nhưng mà vẫn có một dạng ca sĩ mình phải nói như thế nào để mình không đụng chạm tới các bạn đồng nghiệp của mình ta. Thôi bây giờ mình nói là chia ra làm hai trường phái đi ha. Thì các bạn tạm hiểu gì giùm mình, chứ mình cũng không biết dùng từ nào cho đúng. Thì có một cái dạng ca sĩ á, là người ta đi hát, người ta không cần nổi tiếng, mà người ta chỉ cần có doanh thu thôi. Thì đó là một cái dạng ca sĩ không đầu tư, thì người ta không hề cần nổi tiếng. Thì cái dạng ca sĩ này mình sẽ có một cái clip nói sâu về dạng ca sĩ này. Còn đây là mình nói chung chung các bạn nào đang chuẩn bị bước theo con đường ca hát mà đam mê ca hát muốn theo đuổi á, thì mình nói chung chung cho các bạn xem xét là bản thân của mình coi là mình đủ bốn yếu tố đầu tiên đi, yếu tố thứ năm là yếu tố phụ, để từ từ tính sau. Bốn yếu tố đầu tiên mình đã có đủ hay chưa thì các bạn hãy quyết định. Tại vì khi mà các bạn đi theo cái nghề này á, không phải là các bạn đi một hai ngày là bạn nổi tiếng, có khi là người ta đeo đuổi theo vài năm trời, giống như tụi Bin á, đã theo đuổi một khoảng thời gian dài, tốn rất là nhiều tiền nhưng mà không thu hoạch được kết quả tốt. Thì tới lúc đó bạn sẽ cảm thấy bạn bị chán đi, bạn cảm giác là bạn chọn sai con đường. Thì tới lúc đó nó đã uổng đi mấy năm trời của các bạn, uổng đi một số tiền rất là lớn các bạn. Tại vì bạn ra một cái sản phẩm không phải bạn nổi tiếng liền. Cũng có trường hợp ra một sản phẩm nổi tiếng liền, đó là may mắn thôi. Nếu mà sản phẩm bạn ra không trúng, không may mắn, không được nổi tiếng, thì bạn phải làm sản phẩm thứ hai, phải hoành tráng hơn, hay hơn. Thứ hai không tốt, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì như vậy bạn nghĩ cái khả năng mình đi theo một con đường, đeo đuổi theo con đường dài đó, mình có đủ khả năng mình đeo đuổi không? Hay là mình đeo theo đuổi một thời gian lại mình bị hụt hơi, mình bỏ nó? Thì rõ ràng bạn mất thời gian, mất tiền bạc các bạn cách rất là uổng. Cho nên là mình chia sẻ kinh nghiệm này, các bạn nào mà có muốn ý định theo đuổi cái nghề ca hát chuyên nghiệp á, thì các bạn nên suy nghĩ cho kỹ lại. Tại mình cũng có một số bạn nhắn tin hỏi, hoặc là tư vấn, hoặc là những bạn bè phía bên ngoài cũng có nói chuyện với mình. Các bạn có một cái suy nghĩ nó bị sai. Các bạn đang đi hát ở tỉnh, các bạn nghĩ là các bạn lên Sài Gòn các bạn sẽ nổi tiếng. Ở đâu ra mà tự nhiên bước lên Sài Gòn bạn nổi tiếng liền? Bạn không có làm cái gì hết trơn thì làm sao bạn nổi tiếng được? Cho nên đừng có ai suy nghĩ là tôi lên Sài Gòn tôi đi hát tôi sẽ nổi tiếng. Ở đâu ra? Ở Sài Gòn bây giờ cả ngàn, vài chục ngàn ca sĩ, các bạn biết được bao nhiêu người? Trừ những người nổi tiếng các bạn mới biết thôi, đúng không? Thì phía sau đó là cái màn đen mà các bạn không biết được, nó rất là nhiều cái gian truân cực khổ và phức tạp. Cho nên là cứ suy nghĩ kỹ mình có nên đi theo hay không, để mất thời gian mất tiền bạc rất là uổng. Mình sẽ có một cái clip nói sâu về ca sĩ đi hát chủ yếu là kiếm tiền, kiếm doanh thu chủ yếu, và một dạng ca sĩ là đi hát để bỏ tiền ra làm tạo nên tên tuổi của mình. Thì cái gì cũng vậy chứ, các bạn muốn lấy lời các bạn phải bỏ vốn, đơn giản là gì, nghề nào cũng vậy. Cảm ơn các bạn đã xem clip này và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho những cái ý kiến bằng cách comment phía dưới. Mình sẽ làm những cái clip sau chuyên sâu hơn cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.